đang có bầu, đi khám thai. Xong rồi vô bệnh viện phụ sản, đó là bệnh viện phụ sản là cái phòng bình thường em hay khám thai. Tự nhiên mẹ em cũng ngồi đó. Trời ơi, hai mẹ con chết. Chết. Rồi dù sao rồi, tình rồi. Mẹ có bầu hả? Ừ, mẹ có bầu hả? Không, tôi có bầu đâu. Chết. Ủa, phòng này có Nhung có bầu hả? Không, khám bình thường không có gì. Khám phụ nữ thôi. Khám phụ nữ thôi, phụ nữ đồ này nọ, mà điên quá. Thanh Thủy và Dương Bảo Lâm xin kính chào tất cả quý vị đến với chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Mẹ yêu ơi, dạ. Con yêu mẹ nhiều. Cảm ơn con. Mẹ là lẽ sống của đời con. Trời ơi, lẽ sống của đời con mà mắt con sao lông sòng sọc vậy con? Có, mắt con to tròn, tròn xoe. Còn hôm nay hai mẹ con mình phải hòa thuận với nhau, dạ, phải yêu thương với nhau. Mà con nghĩ ngày hôm nay con với mẹ không nói được cái gì đâu. Tại sao? Bởi vì một khách mời ngày hôm nay là một cái người mà cộng đồng mạng đang rất là hot. Đồng nghiệp với con. Ủa vậy à? Đồng nghiệp lấy chim lấy ơ đó. Nhưng mà mẹ nghe đồn hai mẹ con đều rất là xinh đẹp và rất là giống nhau. Dạ đúng rồi. Cô gái này nói không ngừng nghỉ mẹ à. Hơn con nữa hả? Ví dụ con nhận live stream một tiếng đồng hồ là con đã mệt rồi. Nhưng mà cô ta nói tới 3 tiếng đồng hồ cũng không mệt luôn. Cô gái đó là dễ thương và đó là năng động, xinh xắn, đáng yêu. Cùng mẹ của mình đó là Thanh Trần, xin mời. Cậu hai mẹ con. Chào lên như vậy đâu. Dạ mời chị ngồi. Thường thường là vô đây là kêu con kêu là cô ơi, bác ơi, gọi là chị ơi. Chị hãy giới thiệu cho mọi người biết chị năm nay bao nhiêu tuổi cũng như là công việc của mình và tên của mình đi ạ. Dạ, chào Thanh Thủy và Lê Dương Bảo Lâm. À, cô tên là Thanh Hương. Thanh Hương. 49 tuổi. 49 tuổi. Của Thanh Trần. Cô làm bên nhà hàng. Ngày xưa là quê mình ở đâu cô? À, ở Sài Gòn lâu nay rồi. Dạ, em chào cô Thanh Thủy. Dạ chào anh Lê Dương Bảo Lâm. Em là Thanh Trần. Năm nay em 24 tuổi, nghề hiện tại là YouTuber và có là đồng nghiệp với anh Dương Lâm ở cái khoảng livestream bán hàng. Lần đầu tiên thì chúng ta gặp mặt ngoài đời em nha. Dạ hả? Mừng quá. Mừng quá. Bữa nay mình kết hợp mình live một bữa được không? Dạ được. Được đúng không em? Dạ. Sau chương trình này chúng ta sẽ kết hợp. Chốt đơn. Chúng ta sẽ là một cặp đôi sống thần. Cần. Không ai làm được hả? Bình tĩnh. Đây là chương trình Con Tôi Vô Số Tội chứ không phải, phải là live stream quanh đây. Trên nha. Dạ. Cô cho con hỏi là nhà Thanh có mấy chị em cô? À, Thanh là hai chị em, Thanh là chị lớn, chị còn lớn. Một em nữa. Dạ. Ngày xưa khi mình mang bầu Thanh có khó gì không cô? Trời, người ta nói ha, nuôi con cực khổ, với cô là mang bầu cực khổ. Dạ, cực khổ. Hành vô xúc, không chịu nổi. Dạ. Hành ghê gớm lắm. Nó hành sao cô? Đói mà đói, cào cồn, cào ruột gan, muốn ăn lắm mà nghĩ tới món ăn là chóng mặt, nhức đầu. Vậy giờ rồi sao nuôi em bé cô? Uống sữa thuốc thôi. Rồi sanh nó ra nó có khó nuôi không? Không, sanh ra lại không khó nuôi. À, nó chỉ có quậy hành trong lúc trong mà bụng. Nó nằm trong bụng mẹ thôi. Như vậy là chắc là cũng sanh cũng còn trẻ nè, đúng không? À, không, 27 tuổi mới là sanh Thanh. 27 mặc dù là lấy chồng lúc 22 tuổi. Còn mê chơi quá. Đúng đó, bà ngoại cũng nói thôi mày đẻ đứa đi rồi đi chơi tiếp cũng được. Đẻ đứa để đó đi. Không mấy chịu đi sanh. Để đó, không nuôi để đó thôi. Để đó cho thì tưởng lắm đó. Mà được cái là đi sanh thì ông ngoại chở đi. À, ủa lúc đó ba Thanh đâu cô? Có ba Thanh đi riêng nhưng mà ông ngoại chở đi. Tại ông ngoại rất là nhanh nhẹn. À, nói đi sanh là... kiếm người nhanh nhẹn thì sao? À, mát tay á, coi như là mát tay á. Được cái ba Thanh vô bệnh viện nhưng mà ba Thanh lên giường nằm cái kho. Làm vô ngủ luôn. Ngủ trước bà bầu luôn. Bà bầu đau bụng cứ đi tới lui mấy bà kế bên ấy. Con còn dậy coi vợ con, coi chừng nó đẻ rớt đó. Thấy mẹ cứ đau bụng mù quặng, bà bác sĩ nói là mới nở 3 phân, 4 phân chưa sanh được. Rồi lúc đó ba Thanh đã có mặt ở trong bệnh viện hả cô? Có rồi. Dạ. Tới hồi đi sanh, anh đi mua lon bia đi, cái gì tắm. Lúc đó thời gian tắm bia cho em bé mới sanh. À. Đi đã đời hoành, tới hồi mang được lon bia lên là em bé đã sanh lâu xong, sạch sẽ xong rồi. Sạch sẽ em rồi cầm chai bia nhậu luôn. Cầm chai bia thôi, không xài nữa. Không xài nữa. Rồi khi mà sinh Thanh ra, cái cảm giác của mình lúc đó là sao cô? Hốc lớn cô lúc đó là Thanh cốc lớn. Trời ơi, lớn họng lắm. Lớn họng phải không? Rồi được cái Thanh, lúc sinh Thanh rất là dễ thương. Bụng bỉm mà tròn trịa lắm à. Tay cục cục ngấn ngấn luôn rồi. Rồi lúc mà 1-2 tuổi rồi Thanh có quậy không cô?
cũng quậy phá lắm, được cưng đó. Thanh đi nhà trẻ có cái đi học lớp mình không bao giờ vô học, qua lớp khác chơi. Mầm móng nhiều chuyện nó xuất hiện từ lớp mẫu giáo rồi đó. Đó. Bạn chải đồ của mình, dụng cụ cá nhân của mình không bao giờ lấy của bạn. Sao vậy? Lấy bằng chải lên răng bằng xài luôn. Ly của bạn là lấy ly mình có giấu con cô dán không bự bự cho Thanh dễ phát biết là con của mình, nhưng không lấy ly bạn khác. Nó cố tình hết vậy đó. Nó cố tình. Ăn cắp giặt hồi nhỏ. Đúng không Thanh? Giờ còn con Thanh đâu em? Thích của đồ người khác. Rồi đi, năm nay học lớp 1, lớp 2 gì? Có tái mái, có quậy phá gì không cô? Trời, lớp 1 đi học. Sáng dậy đi học lúc nào cũng dậy trễ. Dậy trễ mẹ thắt cho con hai cái bính. Lúc nào tóc dài nhiều, đó nhìn mấy tấm hình tóc rất là nhiều, dài. Đợi thắt luôn hai cái bính là vô học lúc nào cũng trễ, đứng ngoài cửa lớp. Đứng ngoài cửa lớp có khóc không? Hay đứng thì rất là vô tư và rất vui vẻ. Thì cũng không còn biết quê là gì nữa cô. Không biết quê, biết quê là gì. Nhưng tới còn chọc ghẹo mấy bạn ngồi trong lớp. Hello. Mà học giỏi không cô? Lúc đó học giỏi mà. Thanh học rất giỏi. Từ lớp 1 là học sinh giỏi không? À mà có điều hơi quậy thôi. Học giỏi nhưng mà chữ viết đồ đẹp không cô? Hồi xưa đi học mẹ cũng hơi khó viết chữ, mẹ bắt phải viết chữ đẹp. Mê chơi, bữa nào mà mê chơi viết chữ xấu, xé tập còn viết lại cho mẹ. Khóc, vừa khóc mẹ ác độc, không viết chữ đẹp, con gái mà phải viết chữ cho đẹp. Rồi bây giờ viết chữ đẹp cho em. Dạ đẹp. Chữ đẹp hả? Đẹp bây giờ lắm. Chữ đẹp dạ, quá. Như in luôn. Rồi lên cấp 2 sao cô? Ví dụ cấp 2 thi lên chuyển cấp, người ta tập trung học hành bài vở đồ dữ lắm. Luyện phim. À, phim gì cô? Bữa đó phim Con Nhà Giàu. Con Nhà Giàu. Mình cứ rầu, mình nói trời, người ta ôn tập đi, người ta thi, mà con ráng con học gì mẹ đi. Cô cãi mẹ không cô? Cô hổn với mẹ không cô? Không cãi mà lì thôi. Lì hả cô? Nói im mà làm theo ý. Dạ, con nghe đồn cái khúc mà viết nhật ký gì nữa đúng không cô? Có, viết nhật ký. Viết nhật ký thì sao nè? Viết nhật ký. Cỡ lớp 10 rồi, giờ ông phòng cho chị thấy cuốn nhật ký. Thấy, mở tò mò, mở ra xem. Trời mẹ coi nhật ký nha mẹ. Đấy. Đứa có thấy trên giường phải là coi, phải coi chứ phải coi, dở coi ghi cái gì vậy chồng gì? Mẹ là cô. Mẹ là một bà phù thủy ác độc. Trời lúc ơi. Nào mẹ con bắt con phải làm theo ý mẹ, lúc nào mẹ đâu có hiểu là con như thế nào đâu, mẹ có hiểu hoàn hảo không mà mẹ cứ đòi hỏi con là phải hoàn hảo. Trời ơi, mẹ có hoàn hảo hay không mà mẹ đòi con hoàn hảo. Đúng là cảm giác mình như thế nào cô? Buồn ghê chứ. Buồn hả cô? Tự nhiên sao mình muốn là mình rèn cho nó để cho nó vô nề nếp một chút. Vô người cỡ tuổi đó nếu mà buông á thì dễ bị bạn lôi kéo đó. Ngoài cái trận mà nhật ký ra mình còn cái trận nào lớn nữa không cô? Trận mà nó ghi dấu ấn tuổi thơ của Thanh Trần cô? Có. Lớp đó lớp mấy rồi? Người bỏ đi chắc lớp 10, 11 gì đó. Tậu với nhà la rồi không lo học. Ngồi im không nói câu nào, cứ tức chỉ bỏ đi. Nhà tìm, nhà ba bông bà ngoại cũng sốt ruột. Tính mẹ thì cũng nóng. Mấy bác mấy cậu đi kiếm nguyên đêm, đi kiếm chỗ này chỗ kia không thấy. Mà không kiếm ra là đi mấy ngày cô? Một tối đó. Một tối. Sáng bữa sau tự về. Thanh đi đâu vậy em? Em ra công viên. Công viên của nhà anh Phụng đúng không? Không, không công viên Lê Văn Tám. Gan dữ như con. Ra ngoài ăn chi vậy? Ra công viên đó ngồi ghế đá gì đó. Khóc, khóc không? Khóc, xong bị ma hù, sợ quá. Ma hù nữa. Ma nào mà sống mà chết. Ma chết. Thiệt hay lắm. Sao kể nghe coi chuyện ma nha. Trời ơi, là em ngồi, em đang khóc. Em mở kiến ra, em dòm coi mắt mình có sưng chưa. Xong tự nhiên em thấy một cái bóng xẹt qua, con lao kiến lại, con nhìn một lần, nó xong con lớn xuống liền luôn. Ghê lắm. Ở trên cái cây á, cây phía sau. Ghê lắm, nhìn ma khủng khiếp luôn, nó là ám ảnh luôn. Đó xong em đời nè, xong em lớn xuống cái ghế đó, em lớn xuống từ từ, em lớn xuống, em lớn ra ngoài công viên. Em lết ra ngoài đường, em ngồi gốc cây, em ngồi em thở. Mà ghê quá, ghê quá má ơi. Xong đi về, ghê quá, sợ quá. Xong rồi cái đi đường gặp biến thái. Gặp biến thái. Trời ơi. Em đi đâu vậy em? Xong, sợ quá, em không biết làm gì. Em nghĩ, thôi chết rồi, giờ phải giả bệnh lên cơn. Sợ quá, thằng nó chạy đi. Nó rất là thông minh, nó rất là cá tính, mà nó bỏ nó đi mà rồi nó không biết tự bảo vệ nó bằng cách là giả bệnh. Xong rồi về chưa hay là còn đi đâu nữa? Thì tới rạng sáng em về. Mấy giờ em?
khoảng cỡ 5-6 giờ gì đó. Mà khóa máy luôn hả? Ba mẹ điện không được luôn hay sao? Hết pin chứ không phải không? Hết điện, pin không rồi. Gọi được. Em muốn gọi nhưng em hết pin là em không gọi được. Mà lúc đó có muốn về hay không? Em muốn về, em vừa thấy mà là em muốn về liền. Cái lúc về là khát, vừa đói vừa khát. Vô được tới nhà, bước vô nhà tắm uống nước giếng uống cũng trời ơi, mà lúc đó em nhớ về lúc mấy giờ sáng không? Dạ khoảng cỡ 6 giờ. Về xong hỏi qua mẹ kiếm con không? Không, mẹ không kiếm mày đâu. Trời ơi. Mẹ không kiếm mày đâu. Mẹ không kiếm mày đâu. Mẹ không kiếm mày đâu. Không đi nữa. Có nghĩa là trong mường tượng nghĩ là chắc hôm qua mẹ khóc dữ lắm. Đêm đó em có ngủ được không hay thức suốt một đêm? Không ngủ được. Đó, đúng không? Viết ngay. Ủa, thức suốt một đêm. Sao? Thức suốt một đêm không ngủ được rồi. Xưa giờ nó có đi bao giờ? Đúng rồi, rồi không, không biết bao giờ mà đi sao? Đêm bao giờ. Rồi cái tuổi thơ là có cái trận mới lớn nhất hả con? Đúng rồi. Là không có trận nào nữa. Không, xong đi trận đó về là mới có kinh nghiệm mới nói là mẹ ơi, con thấy bây giờ đi ra đường trong vòng tay cha mẹ mới được yên ấm, chứ ra đường ngoài đường nhiều cái ghê quá. Thanh có phải là người mà hay thể hiện tình cảm với cô? Sau này cái có viết cho mẹ sinh nhật mẹ viết một lá thơ. Tại con cảm ơn mẹ rồi thời gian trước mẹ khó khăn, mặc dù con có hỗn hay là hư với ương ngạnh với ba mẹ, nhưng mà nhờ mẹ dạy dỗ con thì chữ viết con cũng đẹp rồi, con việc nhà con cũng biết làm ra được, nhiều người cũng khen là biết làm việc nhà rồi biết cơm cũng biết nấu ăn. Dạ. Nhờ mẹ khó khăn như vậy thì con mới nên người. Dạ. Sau này Thanh mới hiểu mẹ thì mới là tâm sự nhiều hơn. Dạ. Đó. Ủa, trời, con giữ hả? Con giữ đó. Ở đây mới cho con mượn hay cô cho con mượn? Nó viết từ năm 2016. Ủa chữ đẹp quá vậy. Happy birthday mom. Hôm nay là ngày 7 tháng 11 sinh nhật của mẹ. Năm nay con không có quà gì nhiều hay đắt tiền cả, chỉ mong là qua những việc con làm sẽ khiến mẹ vui và có một sinh nhật ý nghĩa. Nói thật là sinh nhật người ta vẫn thường vui vẻ chúc nhau những cái điều tốt đẹp, nhưng mà con thì ngược lại. Con thấy buồn vì mẹ đã già đi thêm một tuổi. Trong cái khoảng thời gian qua, con đã không làm được gì nhiều cho mẹ. Con biết con chưa phải là đứa con ngoan. Con biết con đã thất hứa và làm mẹ mất niềm tin ở con nhiều lần. Và con cũng biết là con vẫn chưa bằng ai trong cái xã hội này cả. Từ nhỏ đến giờ, con đã gây ra nhiều lỗi lầm với ba mẹ. Nhiều lúc con cũng tự bỏ thời gian ra suy nghĩ rằng có những chuyện hồi đó con ghét và thù ba mẹ nhiều lắm. Tại sao hồi đó con lại viết chữ sai có một tí thôi mà mẹ đã bắt xé hết nguyên quyển tập rồi viết lại? Tại sao lúc con bệnh không cho con nghỉ ở nhà mà cứ bắt con phải đi học? Là tại sao hồi đó cứ tập cho con làm việc nhà chi cho sớm? Thật sự sau này con mới thấy hết được những cái lợi ích của những việc đó. Nhờ mẹ xé tập bắt ghi lại nhiều lần mà con mới có được cái nét chữ đẹp như bây giờ. Nhờ chở con đến trường đi học ngay cả khi con bệnh thì con mới không dễ nản trên con đường học tập khi có khó khăn. Và cũng nhờ tập cho con biết làm việc nhà nên bây giờ con muốn làm gì cũng dễ. Làm được nhiều thứ và nhận được lời khen từ mọi người cũng làm cho con tự tin hơn về bản thân mình. Con cảm ơn ba mẹ. Cái cô giữ cái bức thư tới bây giờ. Bây giờ mình nhìn thấy mình hay ngại ngại đúng không Thanh? Nhưng mà đây chỉ là cái kỷ niệm mà rất là đáng nhớ bây giờ. Thử coi em viết được như vậy, em viết được không? Không thể nào viết được đúng không? Viết được không? Được chứ. Được chứ. Ủa được luôn hả? Sao vậy? Ủa giờ viết thư cho mẹ được luôn hả? Nếu mà em viết ra thành thư thì em có thể viết được. Nhưng mà em nói bằng lời thì không biết sao không nói được. Cô nghĩ rằng đây là một cái đứa cực kỳ cá tính nhưng mà rất là hiếu thảo, mạnh mẽ nữa. Em học sau cấp 3 là em học trường đại học nào vậy? Dạ em học Hutet. Hutet. Nhưng khi em vô đại học lúc đó em đã nổi tiếng rồi nên em cũng mà không có lo học. Mà sao vụ gì để nổi tiếng nha em? Vụ gì để em cộng đồng mạng sốt vì em vậy? Dạ thì hồi đó em bị bạn chọc ghẹo vú lép. Tức. Nhưng mà em không chửi trước mặt được. Về làm clip chửi bưng quơ. Trên Facebook được thôi, em dạ, nhớ em nói năm mấy hả? Em úp lên lúc đó là em học lớp 12. Xong về em làm clip úp lên. Xong em đi ăn xong về tự nhiên, ủa trời quá trời xe, quá trời like. Nhiều người đồng cảm quá. Đó, xong rồi cái em mới làm clip tiếp vậy đó. Xong cái bắt đầu nổi lên từ. Thì lúc Thanh nổi tiếng là mẹ Thanh không hề biết. Tới hồi đứa bạn á, ê con mẹ Thanh, con mẹ nó nổi tiếng lắm. Ủa nổi tiếng gì? Để tao tát cho mẹ coi cái clip của nó nha. Lúc đó vô mới thấy là trời ơi, nó quay cái clip
ở nhà không hề nghe nó nói tiếng nào hết, mà lên clip trò cái miệng đó nó liên mình bất ngờ luôn. Thanh là một người mà cộng đồng mạng ta để ý tới cô thì chắc chắn nhiều người thương cũng có nhiều người ghét, mà khi mà nhiều người mà ghét quá, vượt qua những cái đó như thế nào Thanh? Lúc mà em đọc mấy bài post vậy, em là em cảm giác như là mệt mỏi quá hả? Ai cũng kiểu như là không vừa lòng được bất kỳ ai á. Không rồi lôi luôn cả con của em vô, mà trong khi mình chỉ làm clip vui thôi, không làm cái gì hết. Xong rồi lúc đó mẹ ra mẹ như cũng thế nào mẹ? Mũi nó thôi con ráng được qua đi, cuộc sống thì kẻ thương người ghét đúng thôi. Thì bây giờ cũng đỡ hơn khoảng cỡ 3-4 phần so với trước đây rồi. Dạ. Ngoài cái đó là cái biến cố mà ba với mẹ ly hôn quá Thanh, thì lúc đó em bước qua cái cơn cái sốc, sốc như, thế như thế nào? Khoảng lớp 12 là khoảng thời gian đó là xin là đại học. Chắc thi xong. Xong rồi cái em thấy những cái lần ba mẹ em cãi lộn tần suất rất là nhiều. Nếu như ba mẹ không yêu thương nhau nữa thì cứ ly dị đi, em rất là ủng hộ luôn. Đó thì cái khoảng thời gian lúc ba mẹ nghe lộn hoài, kiểu như em ở đây mệt mỏi quá, xong em quyết định em qua nhà trai ở. em đi trốn thực tại, em ơi là em cũng không biết tại sao làm vậy. Em ở nhà em cứ suy nghĩ hoài, em áp lực lắm, sao em mới qua nhà chồng em hiện tại đó. Thì mẹ chồng em cũng gọi điện cho mẹ em nói là để cho Thanh qua ở một thời gian đi. Thì đó, xong rồi khoảng thời gian đó em có lỗi mẹ là em để cho mẹ ở lại một mình, mẹ với ba tự giải quyết với nhau. Thì sau này lúc em gái em ở với mẹ, vẫn ở với mẹ hả? Không, cái về nó thấy mẹ khóc vậy mới thấy có lỗi với mẹ. Có an ủi mẹ không? Lúc đó có an ủi mẹ không? Có, Thanh cũng an nó thôi mẹ. Cô, mẹ cảm thấy mẹ vui được thì mẹ cứ làm theo ý mẹ đi. Mẹ ở tiếp hoặc mẹ ly hôn con đều chấp nhận hết. Nhờ có hai đứa con gái kế bên nên mình cũng an ủi rất là nhiều. Lúc mà nhận biến cố sau khi ba mẹ ly hôn á, thì cái cảm xúc của Thanh như thế nào Lâm? Thì lúc đó em cũng nghĩ là thôi kệ, giờ ba mẹ vậy rồi thì mình lớn rồi mình chấp nhận được, quan trọng là em gái của em như thế nào thôi. Đó, xong rồi sau này cũng mừng là ba mẹ em đã có cuộc sống riêng. Ba em chụp hình chung với lại người khác. Em còn đăng lên em chúc mừng, em đăng lên story. Vậy hả? Dạ đó, thì em thấy nói là trời, chúc mừng ba đã tìm được cái người mà ba yêu thương đó. Thì hy vọng mẹ cũng vậy. Em có hối thúc mẹ đây, có người thì có, khác yêu thương không? Có, nói có quen ai nói, con nghe này có gì đâu giấu. Vậy luôn hả? Bao nhiêu tuổi là Thanh lấy chồng Thanh? 20, 21 gì. Quen bao nhiêu lâu rồi đám cưới vậy Thanh? Dạ, cỡ 4-5 tháng gì đó. Chuyện gì tới nó cũng đã đến. Có bầu. Có bầu hả? Có bầu cưới. Nghe thiệt. Em công khai luôn. Có. Quan mang không em? Lúc đó mày chưa cưới mà có bầu quan mang không? Không, lúc đó em sống mẹ suy nghĩ đơn giản lắm. Con nói này nè. Con nói mẹ nè. Con có bầu rồi. Trời, đâu có cảm giác cô sao cô? Trời, cô nói bây giờ có bầu thì tùy con muốn sao. Nó thôi con muốn để con đám cưới nó thì tùy con. Đang có bầu đi khám thai xong rồi vô bệnh viện phụ sản, nó là bệnh viện phụ sản mà cái phòng bình thường em hay khám thai. Tự nhiên mẹ em cũng ngồi đó. Trời ơi, hai mẹ con chết rồi dù sao rồi tình rồi. Mẹ có bầu hả? Mẹ có bầu hả? Không, tôi có bầu đâu. Chết. Ủa, phòng này có nhiêu có bầu mà. Không, khám bình thường không có gì. Khám phụ nữ đồ này nọ. Mà vô tình vô gặp nhau hả? Dạ. Lúc ra đám cưới rồi đúng không? Dạ, cưới rồi, à, hồi bé đầu tiên. Bộ dòng mà chưa đám cưới mà vô gặp con gái mà vô không khai chắc chết luôn á. Cô ở nhà Thanh có tật xấu gì không cô? Thanh chỉ có thức thì khuya. Dạ. Mà ngủ nhiều khi 12 giờ kêu dậy nướng dễ sợ lắm à. Thì bây giờ ở nhà chồng có thường xuyên qua nhà thăm mẹ không cô? Công việc của Thanh thì là bận rộn nhiều. Rồi bây giờ có hai nhóc nữa. Nên Thanh chỉ là hai mẹ con chỉ nhắn tin hoặc gọi điện thoại với nhau. Thanh hồi xưa nấu ăn ngon, biết nấu nhiều món lắm. Dạ. Nhưng mà sau này bận bịu nhiều quá thì cũng ít. Ngủ nướng nè, ở dơ không cô? Không, ở sạch. Con nói ở thẳng hả? Con nói thẳng dữ gì con? Dạ không, thường mấy đứa bạn gái rồi đó. Bị bối lắm nhiều. Bị bối. Ông Thanh mà dọn dẹp phòng là lúc nào cũng sạch sẽ lắm. Dạ. Dọn mà lúc trước thì cũng hơi ẩu nhưng mà bị la hoài làm riết thì biết sắp xếp gọn gàng. Dọn dẹp nhà cửa là gọn gàng, sạch sẽ. Cái cách nói chuyện của Thanh ở nhà sao cô? Ví dụ con thấy ở đây thì Thanh nói chuyện rất là thoải mái với mẹ, thì ở nhà Thanh có tình cảm không hay là nói chuyện vẫn bình thường như là ngang hàng với mẹ cô?
sau này thì nói chuyện giống như là bạn bè, như hai người bạn. Bạn bè. Rồi lúc trước hai mẹ con chưa có hiểu nhau á, thì hai mẹ con chỉ vài ba câu là thấy là không hợp nhau rồi. Dạ. Quá đủ. Quá đủ. Còn bây giờ làm sao, như là hai chị bây giờ thì hiểu mẹ hơn, hoặc là có cuộc sống, có con, có gia đình, rồi lại hiểu tâm lý mẹ hơn, rồi có thể tâm sự được nhiều vấn đề hơn. Thanh rất là có hiếu. Có hiếu. À, lúc mà Thanh tìm kiếm làm được có tiền rồi là có quà ngày lễ hay gì là Thanh hoặc đi shop, đi thấy gì mà ăn cho mẹ là mua. Dạ, món quà nào mà cô cảm thấy cô nhớ nhất, mà cái kỷ niệm đầu cô tiên, xúc động nhất? Lúc mà Thanh mới học xong sinh nhật, ngay sinh nhật mẹ, Thanh tặng cho mẹ một cái điện thoại, lúc đó iPhone 6 mà lúc đó cũng mắc tiền đó. Không ngờ luôn, nói, ủa sao con làm, con dành dụm tiền con sắm cho mẹ. Ở chương trình này, cô có một điều gì muốn nói với bé Thanh không cô? Cô muốn Thanh là phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Dạ. Có điều gì mà không vui cứ bộc lộ, hoặc là cứ chia sẻ, đừng để trong lòng. Thanh hay có nhiều chuyện buồn Thanh hay để giấu trong lòng. Đâm ra những cái tâm lý nó không được thoải mái á, và luôn là vui tươi hạnh phúc bên hai thiên thần của mình. Trời ơi, dễ thương quá. Còn Thanh, nhân dịp tham gia chương trình này, em có điều gì muốn nói với mẹ của em không? Em muốn nói với mẹ là con lúc nào con cũng thấy có lỗi với mẹ. Với những lúc ngày xưa khi mà con còn đi học, con nghĩ chắc lúc con chỉ trâu nên chắc mẹ cũng không có chấp con đâu, đúng không? Mà tới khi sau này mẹ ba mẹ ly dị, con bỏ mẹ ở nhà một mình vậy, con cảm thấy con sai với mẹ nhiều. Con cảm thấy là con muốn bù đắp cho mẹ nhiều hơn. Con mong là sau này con sẽ tâm sự mẹ được nhiều hơn. Ví dụ là hồi xưa nó thì sợ bị chửi, nó hay nó xạo, nó vô, nó láo đồ này nọ, hay giấu đầu là đuôi. Nhưng mà giờ hết sợ rồi. Nên là có gì sẽ nói ra hết. Thì sau này lúc mà thí dụ như mà con lớn, con mấy đứa nhỏ lớn thì con sẽ dẫn mẹ đi du lịch, đi chơi đồ nhiều hơn. Mong mẹ hãy gần gũi với con nhiều hơn, thể hiện tình cảm nhiều hơn. Thấy không, trời, nó rơi nước mắt mà nó vẫn nói chuyện hề, mà thấy không? Ở trên mạng nó hề lắm, thiệt sự luôn. Dạ, hôm nay con cảm ơn cô cũng như cảm ơn Thanh bỏ thời gian đến tham gia chương trình, và cũng đem lại những cái câu chuyện thật là ý nghĩa. Cảm ơn giọt mắt của Thanh rất là nhiều để đem tới trải lòng hết. Cảm ơn Thanh rất là nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay nha em. Chúc em lúc nào cũng vui và có nhiều clip hay và hề hước trên mạng. Cảm ơn cô, cảm ơn anh ngày hôm nay đã cho em được nghe những tâm sự của mẹ. Thấy vui hơn, phấn chấn hơn. Chúc mừng mẹ có một đứa con, nghĩa là càng ngày là mình lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Chào và hẹn gặp lại.